phát sóng vào 20 giờ ngày 25 tháng 12 tới đây, 13 đơn vị, trong đó thì có công ty của chúng ta. Cũng chia sẻ với một chút gọi là cái kế hoạch với các bạn học viên là trong thời gian sắp tới, nếu như không có gì thay đổi thì... phải nói rằng là tôi thấy phụ nữ mà ngồi những cái đường quyền rất khoát mạnh mẽ như vậy